Tôi hiện tại thì tôi phải sống với cha mẹ. Nghĩa là bây giờ nếu mà có vợ về thì coi như vợ phải làm dâu đúng không? Nếu ta ở được thì ta làm dâu, ta không ở được ta xây nhà, ta mua đất ta xây nhà ta ở. Rất bình thường có gì cả. Đúng rồi. Nếu mà ta có tâm chăm sóc cha mẹ hai bên là được. Đúng rồi. Không nhất thiết là cứ phải ở chung mới chăm sóc được. Quá bình thường à. Khó hơn đi. Nhiều tóc. Khó hơn đi. Nhiều tóc. Nhiều tóc. Hả? Nhiều tóc. Cái này. Lý do tại sao mà thấy phải nhiều tóc vậy? Tôi yêu là tôi yêu bằng trái tim, chứ tôi không yêu gì tóc tai. Tóc cái này nhiều chưa? Hả? Dạ tạm chấp nhận được. Cái này được đúng không? Không có ít hơn nữa. Ít hơn ạ. Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan. Tôi là Nguyễn Đình Vĩ, tôi đến từ Lộc Ninh, Bình Phước. Anh làm công việc gì? Thưa Quỳnh Linh với là tất cả quý vị khán giả, tôi làm nghề thầy giáo. Nơi tôi công tác là trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thịnh. Hiệu phó hay làm hiệu trưởng à? Đó là chức danh nhà nước thôi mà, tôi là thủ trưởng đơn vị. À, hiệu trưởng. Chào thầy hiệu trưởng Đinh Vĩ đến từ Lộc Ninh. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. À, em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào tất cả mọi người có ở khán phòng ngày hôm nay. Thì em tên là Lê Thị Minh Hiền, em 36 tuổi, em ở Bến Tre. Em là kỹ sư nông nghiệp chuyên về chăm sóc cây sầu riêng á. Em cũng đã một lần gian dở rồi, cũng có một bé trai 6 tuổi. Bé trai đang ở với ai? Dạ, ở với bên nội. À, bên nội, vậy Hiền ở con mình hả? Dạ, hiện tại thì em ở một mình. À, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Hiền? Ưu điểm thì em thấy em cũng vui vẻ với lại dễ thích nghi với cuộc sống này. Còn nhược điểm của em thì em hơi tự ti. Khi mà thay đổi để mà hòa nhập cho nó ổn hơn thì mình thấy ban đầu mình chưa có hòa nhập được thì mình thấy mình hơi tự ti một chút. Hơi rụt rè chút xíu. Dạ. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Thầy hiệu trưởng có thể nói cho nhà gái tôi biết. Tôi thì là thầy giáo thì chắc anh ưu điểm là sẽ dạy học tốt rồi. Và ra trong cuộc sống thì cuộc sống mà. Bộn bề công việc và mọi thứ mưu sinh, chúng ta cứ vui vẻ cởi mở mà sinh sống. Đúng rồi. Hòa đồng với nhau trong cuộc sống. Tôi thì ngoài công việc nghề dạy học thì về nhà cũng trồng trọt chăn nuôi. Được nhiều không? Cũng có một ít đất, cũng nuôi con này con kia để ngoài cái giờ mình lên lớp về nhà mình tăng gia sản xuất. Tăng gia sản xuất, tăng thu nhập. Dạ. Gia đình sao thầy Vĩ? Tôi cũng đã ly hôn 7 năm nay rồi ạ. Tôi có hai cháu gái, con tôi từ khôn lớn hết rồi. Một cháu năm nay tốt nghiệp đại học, một cháu thì năm nay học lớp 12. Ở với ai anh Vĩ? Hai con của tôi thì ở với mẹ. À, dạ. Vậy thì anh Vĩ sống một mình? Tôi hiện tại thì tôi phải sống với cha mẹ. Nghĩa là bây giờ nếu mà có vợ về thì coi như vợ phải làm dâu đúng không? Nếu ta ở được thì ta làm dâu, ta không ở được ta xây nhà, ta mua đất ta xây nhà ta ở. Rất bình thường có gì cả. Đúng rồi. Nếu là ta có tâm chăm sóc cha mẹ hai bên là được. Đúng rồi. Không nhất thiết là cứ phải ở chung mới chăm sóc được. Bên nhà gái cho chúng tôi biết tiêu chí coi có gì đúng hợp rồi với nhà trai tôi không? Bạn trai tương lai muốn thì sao? Phải bản lĩnh. Bản lĩnh bên đây có thừa. Phải cao hơn em. Em mét mấy? Mét 63. Trời, ngon lành. Dạ, chào Ngọc Lan. Dạ, chào chị. Cao hơn đó. Dạ, với lại em thích một người điềm đạm. Quá bình thường rồi ạ. Khó hơn đi. Nhiều tóc. Khó hơn đi. Nhiều tóc. Nhiều tóc. Hả? Nhiều tóc. Cái này lý do tại sao mà thấy phải nhiều tóc vậy? Tôi yêu là tôi yêu bằng trái tim, chứ tôi không yêu gì tóc tai. Tóc cái này nhiều chưa? Hả? Dạ tạm chấp nhận được. Cái này được đúng không? Không có ít, ít hơn nữa được đó. Ít hơn ạ. Tóc đen. Tóc đen hả? Ủa tôi già tôi bạc rồi sao? Như anh cũng được. Nói chơi thôi chứ tóc nào cũng được hết. Quan trọng người đó có yêu mình hay không thôi. Người ta yêu quá nhiều khi nó rụng tóc á. Người ta yêu quá nhiều khi nó rụng tóc á. Bị nắng đầu riết cũng rụng nữa. Dạ. Em gái rất là dễ thương á. Có điều gì em không thích ở một người đàn ông không? Em không thích đàn ông nói nhiều. Thầy giáo còn nói dữ nữa. Thầy giáo là nói ra rã luôn đó. Mà thầy hiệu trưởng ngoài đứng lớp ra còn nói cho bao nhiêu giáo viên học sinh cả trường nghe nữa. Được dạ, không? Nói trong công việc thì không sao. Yên tâm đi em. Dạ. Nói ở trường mệt lắm rồi, về nhà im ru. Dạ. Không có năng lượng để nói nữa. Dạ, em đi làm cũng nói nhiều lắm nhưng mà về cá nhân thì em lại ít nói. Và em thích những cái gì nó cảm nhận nhiều hơn là nói. Thầy giáo thấy yêu cầu của nhà gái hợp với mình không? Chúng ta có thể dung hòa được tất cả nếu chúng ta yêu thương nhau. Đúng rồi. Thật ra thì tất cả yêu cầu của nhà gái tôi đại diện nhà trai tôi nói rằng được hết.
98%, chỉ có tóc nó hơi là 2% thôi, cái số nó thiếu thốn xíu thôi. Thầy ơi, thầy nói cho Ngọc Lan nghe là thầy có cái tiêu chí về người bạn gái như thế nào vậy thầy? Mong muốn thì tìm được một người đồng hành với mình trong cái quãng đời còn lại, thấu hiểu lẫn nhau, vị tha, chia sẻ với nhau để cùng đồng hành xây dựng cuộc sống. Dạ, không có lo. Cái lo chỗ là cái khoảng cách địa lý giữa thầy với là cô giáo kia thôi. Cô giáo bên kia Linh nghĩ rằng thầy thấy thầy sẽ thích thôi. Rất là dịu dàng, nhẹ nhàng lắm. Nhà gái đi với ai cưng? À, em đi một mình. Rồi, có chị Lan lo. Dạ thầy ơi, thầy đi với ai vậy thầy? À, tôi đi với một thầy giáo cùng trường, thầy Đặng Thái Thành. Dạ, chào thầy. Chào thầy. À, xin chào hai MC Quỳnh Linh với Ngọc Lan. Xin dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Bạn nữ bên đây, được, cũng hợp. Thấy cái ngoại hình thì cũng thấy cũng hợp đó. Mong hai bạn cho với nhau một cái cơ hội để tìm đến với nhau. Dạ, cảm ơn thầy. Bây giờ tất cả mọi công việc là do thầy hết á. Bây giờ mở rào để thầy với cô kỹ sư nông nghiệp bên kia gặp mặt nhau nhé. Dạ vâng, cảm ơn. Mở rào. Mời thầy. Bước tới đi thầy. Thằng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn dạ. Em đã đến đây cũng... và anh được biết em. Dạ, em cũng gửi cho anh một món quà. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Kiểu này thầy chết quá. Chết thầy rồi. Chết thầy rồi. Chết thầy rồi. Hai anh chị, cảm nhận giây phút đầu tiên gặp nhau thế nào? Em có nghĩ là quen biết là một người mà đã đổ vỡ hôn nhân như tôi thì là một sự không mong muốn không ạ? Dạ không ạ. Em cảm thấy cũng rất là vinh dự khi mà hôm nay gặp anh ở đây. Địa lý thì là rất xa, nhưng mà xa mấy thì nếu chúng ta yêu thương nhau chúng ta vẫn có thể đến được với nhau. Tôi thì đổ vỡ hôn nhân cũng 7 năm rồi. Anh đi thầy, tôi nó xa quá. À dạ, nó rung quá, nó quyền lên. Anh đổ vỡ hôn nhân tới nay cũng 7 năm rồi. Tuy nhiên thì trong vòng 7 năm thì cũng tập trung nuôi nấng con cái thôi. Cũng chưa yêu thương bất kỳ một ai. Tới hôm nay con cái cũng khôn lớn hết rồi. Thì cũng đã đến lúc mà nghĩ tới cho bản thân mình để có một cái gia đình riêng. Em có thể chia sẻ về cá nhân em một tí không ạ? Cảm ơn em. Dạ. Tính chất công việc của em là sẽ đi công tác thường á. Anh nghĩ sao về điều đó? Công việc mà em. Mình phải chia sẻ với những cái khó khăn của người vợ. Anh có biết nhậu không ạ? Một câu hỏi rất khó trả lời bạn Quyền Linh. Dễ gì? Tôi là thủ trưởng đơn vị mà là đàn ông nó thành như vậy. Nếu mà đàn ông không biết nhậu thì cũng hơi khó khăn. Dạ. Tuy nhiên tất cả thì nó đều có chừng mực. Nhậu xong thì về ngủ thôi. Anh có khó tính không ạ? Tôi thì các thầy cô ở trường với học sinh bổ là thầy. Anh thì các thầy cô ở trường với học sinh bổ là mong thầy hiệu trưởng ở nhà. Nói như vậy thôi chứ ở mỗi một góc độ chúng ta phải có những cư xử cho nó phù hợp. Như thầy Thanh sống với tôi đấy, như ai với anh ấy bình thường, không có gì phải khó tính cả. Chúng ta cứ cởi mở dễ dàng với nhau, bỏ qua cho nhau khi có những cái sai sót xảy ra. Quan trọng là ta có nhận được sai và thấy được cái sai của mình và khắc phục cái sai đó hay không thôi. Em nhậu nhiều. Em nhậu nhiều. Vậy thì ok rồi. Tính chất công việc là khi chúng ta đi giao tiếp thì kể cả phụ nữ lẫn đàn ông cũng vậy, đều phải biết uống một chút là bia rượu để cái giao tiếp cho mình nó hài hòa hơn. Con gái tôi năm nay tốt nghiệp đại học, khi con gái tôi về hai cha con tôi vẫn nhậu, mà tôi nói con phải uống được ít nhất là một lon để khi sau này con ra ngoài con giao tiếp thì mình biết cách giao tiếp, biết cách xã giao cho nó phù hợp với xã hội. Cho nên chuyện đó thì anh không có gì là nặng nề trong vấn đề phụ nữ biết uống bia uống rượu. Em là kỹ sư nghiên cứu về sầu riêng hay gì đúng không? Em là kỹ sư chuyên chăm sóc cây sầu riêng. Từ nhỏ cho tới lớn và thu hoạch làm trái. Nhà mình thì hiện nay thì em gái có 5-6 hết sầu riêng gì đó. Lộc Ninh sầu riêng cũng ngon lắm. Rất đỏ ba gian trong sầu riêng. Đúng mà. Rồi đó. Em về như vậy thì may mắn quá rồi. Em đang công tác ở tỉnh Tây Ninh và Long An. Tây Ninh em đi đường đó lên Lộc Ninh cũng gần đó. Dạ. Lần nãy em có nghe anh là ở Bình Dương, Bình Phước gì đó. Bình Phước. Mình ở Bình Phước. Thì cái cánh đó thì em biết là nó có trồng nhiều sầu riêng. Giờ thầy tới bước tới. Bước tới thì tỏ tình với thầy. Tỏ tình ơi. Đúng rồi, bước tới. Tại vì là tôi tỏ tình năm 1996. Thì tôi còn đi học thầy giáo đấy ạ. Kết hôn rồi và ly hôn 7 năm nay thì đâu lắm mà không biết tỏ tình. Không biết tỏ tình. Bước tới năm tài của gái thôi. Bắt đầu từ hôm nay mình không nhắc gì những chuyện cũ nữa nha. Quá khứ thì mình cất giấu nó vào.
và mình hướng tới tương lai cho tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Anh xin mượn lời của một bài thơ khoan đọc thơ thầy. Tay kia này. Thầy muốn nói gì đó? Rất ấm áp à. Đó, mượn bài thơ gì đó thầy nói đi. Mượn lời của một bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu có tựa đề là Biển. Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng, bờ cát dài phẳng lặng soi ánh nắng pha lê. Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Có những khi giàu dạt, đã hôn rồi hôn lại, hôn đến mãi muôn đời, đã hôn rồi nhưng không thỏa, bởi vì yêu bờ yêu lắm em ơi. Giàu dạt quá. Mọi người sẽ đưa ra quan điểm của mình. Dạ, ấn vào ạ. Dạ, thích thì thầy cứ bấm, không chờ đợi gì cả. Tình yêu mà, yêu chúng ta cứ nói là yêu. Bấm rồi đó. Rồi, còn điều quyết định do nhà gái. Khi chúng ta đưa ra quyết định, chúng ta đừng để cho đối phương hiểu lầm về mình. Thích thì cứ bấm, không thích thì chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng. Quên mày quá. Mày quá. Mày quá. Cảm ơn chị, cảm ơn Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Nào, để tay vào. Đứng giữa sân khấu. Rồi, xin phép được nắm tay em. Thật ra anh thấy thế này nè, em vẫn còn chần chờ, địa lý nó hơi xa cách, không có gì xa cách nổi nếu như thầy yêu cô gái này. Bạn gái ở thành phố đâu có xa đâu anh. Thì bởi vậy, không có xa đấy. Nụ hôn đầu tiên cho phép anh để nắm, vẫn nắm tay. Vẫn nắm tay. Dạ. Không có buông tay ra. Chào quý vị khán giả, chào MC Ngọc Lan và chào chú Quyền Linh. Em tên Trần Phi Khương, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1989. Phi Khương. Phi Khương ạ. Phi Khương. Dạ. Ồ, cái tên đặc biệt quá ha. Phi Khương sinh năm 89, ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em đang là chuyên viên marketing ngành nhà hàng. Ồ, vậy là lanh lắm nè. Rồi, nhà gái của chúng tôi là vậy. Phi đó. Phi Khương ạ, Phi Khương. Phi Khương. Dạ. Dạ, Khương Tử Nha ạ. Khương Tử Nha rồi. Sinh năm 89 đúng không? Dạ. Công việc gì? Dạ, con làm marketing ngành nhà hàng. Mời nhà trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn gái và cả quý vị ở trong trường quay. Mình tên là Nguyễn Minh Khang, sinh năm 84, quê ở Ninh Thuận ạ. Ninh Thuận. Dạ. Khang làm gì? Dạ, em tự kinh doanh công ty, em chuyên về decor với lại nội thất. Ở đâu Khang? Ở Phan Rang ạ. Làm Phan Rang luôn? Dạ. Khang ở Phan Rang. Còn Khương là ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cũng hơi xa nha. Nhờ cái nắng, cái gió nó thổi tới nơi đó. Khương, Khang, Khang, Khương. Rồi, Khương có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của Khương là chịu khó, dễ hòa đồng, với lại biết quan tâm chăm sóc người khác. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm là em... không rất là ngại khi mà tiếp xúc với lại cái người khác giới, nên đó là lý do mà tại sao vẫn còn độc thân đến bây giờ. Với lại không biết nói giỡn. Không biết đùa luôn hả? Dạ, cũng thích đùa lắm nhưng mà đùa không vui. Vậy là vui đó. Vậy là vui đó. Vậy là vui đó, mọi người cười quá trời, em thấy không? Mình phải tự tin lên. Các bạn đi rồi. Anh có còn yêu em như hôm nào? Để tay vậy được rồi, chéo chân lỗi đùi. Nè, em để tay vậy nè, em để tay vậy. Đó rồi, ok. Để vậy thôi, đừng quan tâm tới nó nữa. Quan tâm tới nó nữa cái em bị rung. Alo. Alo. Đồ lô. Sợ sợ khán giả thôi chứ không có sợ máy. Hả? Tới tao hả? Tao hát nhiều quá hả? Đồ mua Nhật không mà vậy. Nhật tảo á. Nhật. Ê, nó rớt á. Em phải gài vô trong cái áo của chị nè, chứ em để đó nó rớt. Trình ở Nhật rồi cũng nhiều. Công ty đi Nhật cũng nhiều.
làm ở Nhật. Nó hết kéo được rồi, vậy thôi được rồi. Vậy là được rồi đó. Rồi. Nữ nó to lắm đó. Alo, alo. 1, 2 3, 4 rồi, nghe chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Mời bạn Nam giới thiệu về mình lại nè. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Khang. Minh Khang. Dạ, sinh năm 84. 84, Khang ở đâu? Dạ, ở Ninh Thuận ạ. Ninh Thuận. Làm việc gì Khang? Dạ, em kinh doanh riêng. Kinh doanh riêng. Dạ, công ty em chuyên về làm đề co trang trí với lại... trang trí ha. Dạ, rồi, với lại... cáo rồi đó. Dạ, làm nội thất. Dạ. Em ưu điểm gì Khang? Dạ, cái ưu điểm của em là cái khả năng nghiên cứu và tự học cũng rất là tốt. Nghiên cứu, tự học, rồi gì nữa? Dạ. Cái khả năng tư duy logic với lại cái sáng tạo trong công việc. Sáng tạo đó. Dạ. Là quảng cáo mà mình phải có ý tưởng nhiều đúng không? Dạ vâng. Khuyết điểm là gì Khang? Dạ, có khi thì em có bộc lộ cái cảm xúc nhiều. Kiểm soát cái cảm xúc của mình nó không có được tốt. Biết cảm xúc, biết kiểm soát cảm xúc mình không? Dạ, kiểm soát biết kiểm soát nhưng mà có những lúc không kiểm soát không có tốt lắm. Dạ. Những người cảm xúc quá nhiều đôi khi mình không kiểm soát được cái cảm xúc của mình đó. Nó cũng hơi sai lắm á. Dạ. Đó. Nên là cũng hay khó kiểm soát cảm xúc được. Mình gọi là mình bị vỡ bò, vỡ cảm xúc luôn đó. Dạ. Cái đó là cũng cái gọi là cái điểm yếu của mình. Dạ. Ok, xin mời nhà gái. Dạ, nhà gái nãy có nói về ưu điểm khuyết điểm rồi ạ. À. Mình có cần nói lại không ạ? Tụi bay chọc chú chửi. Cái cảm xúc nó dễ bị ấy lắm á. Làm truyền hình mà mất cảm xúc hoài là nó cũng hay bộc lộ cảm xúc lắm. Tụi bay để chú mất cảm xúc rồi hồi chú xúc tụi bay luôn. Già cả rồi nó hơi chú xúc một hơi cái là cảm xúc hồi máu lên não luôn. Âm thanh của đứa nào không tiền hả? Tiền đi Hải Phòng hả? Không có con tiền. Nhiều khi muốn mất mình sợ cô đơn. Nãy bạn gái nói về ưu điểm khuyết điểm rồi. Ủa đúng không? Cưng nói rồi mà chị không nhớ nữa. Lan ơi, đi về gia đình mới, không tình yêu gì hết. Alo, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếng tao mà không nghe nữa, không nghe tiếng nào luôn á. Tao nói như cái chợ vậy mà không nghe nữa thôi đó. Hả? Có chị hát nãy giờ đó. Nghe chưa? Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, bạn gái 1, 2, 4 chị luôn. 5, 6, 7, 8. Lần này không được dẹp nghỉ nha. Đó, vui rồi đó. Hay nghỉ luôn đi rồi chừng nào giải xong rồi làm tiếp. Không được rồi đưa 4 cái micro đi. Rồi, bạn nữ nói coi là chị đi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nói gì vậy? 5, 6, 7, 8. Rồi, ok chưa? 1, 2, 4 nha, không có sửa nữa đâu. Dạ rồi ạ, em mời anh chị ạ. Rồi, ok. Nào rồi. Bây giờ nhà gái nói ưu điểm khuyết điểm chưa? Nhà gái đã nói ưu điểm khuyết điểm rồi, bây giờ rồi, có cần xong, lại vô không? Luôn. Bây giờ anh trai nói cho bên nhà gái biết đường tình duyên của mình đi em. Dạ, thì... em thì cũng lớn tuổi rồi cũng lớn đâu mà lớn. Dạ, cái người ngồi kế bên ta chưa lớn mà cái người đó lớn cái gì. Dạ, câu đó để biện minh cho câu kế tiếp ạ. À. Rồi dạ. Sao? Thì em trải qua cũng chắc cũng được năm mối tình. Năm mối hả? Dạ, hơi khá à nha mày. Khá à? Dạ, năm mối à? Mối dài nhất là bao nhiêu lâu rồi em? Dạ khoảng 3 đến 4 năm ạ. 3-4 năm. Dạ. Yêu sâu đậm không? Dạ chắc cũng sâu đậm đúng không? Dạ. Nhưng mà sau năm mối tình đó mình rút ra kinh nghiệm nè, mình có những khuyết điểm gì trong tình yêu?
cái khuyết điểm của em là do cái mình tập trung vào cái công việc nhiều quá, thiếu chăm sóc sóc tình yêu đúng không? Trong suốt cái thời gian yêu thì cái lúc khoảng hơn 30 á thì thì tập trung cho công việc nhiều thì không có cái một cái định hướng là một cái quyết tâm là sẽ kết hôn vào những cái thời điểm đó. Cứ là yêu là cứ yêu thôi, không có tính toán chăm sóc người yêu như thế nào hết. Dạ vâng ạ. Bây giờ em đã tập trung cho yêu chưa? Dạ bây giờ là lúc rồi. Sự nghiệp ổn định chưa? Dạ ổn định rồi. À bây giờ lo cho tình yêu được rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Tình yêu mà không chăm sóc đúng là ta bỏ mình là đúng rồi đó. Bởi vì năm mối tình đi qua rất là nhanh đúng không? Dạ. Đó, lỗi của đàn trai là vậy. Không chờ quá đất lo công việc. Lo kiếm tiền thôi. Y như cặp hồi nãy cô gái là lo kiếm tiền lo học không có chăm sóc tình yêu. Chào con gái. Đang rung lắm. Gì đang rung á? Thoải mái lên nào. Tại sửa mít hoài nên rung á. Mấy thằng kia lên sửa mít đúng không? Giờ nó lên nó cho nó xuống luôn á. Bây giờ mình nói cho chú Linh với lại chị Lan nghe là mình bao nhiêu mối tình rồi. Dạ. Đến hiện tại luôn thì chưa có cái mối tình nào là chính thức hết á. Chỉ có yêu đơn phương thì có và không có vài người yêu thầm mình thì có. À dạ. Con yêu đơn phương á hả? Dạ. Sao con không dám nói? Dạ không, tại vì bạn thân khác phái nên mình không có yêu. Mình chỉ dừng lại trên mức tình bạn thôi. À. Dạ. Rồi bây giờ cái mối quan hệ đó còn giữ không? Dạ vẫn là bạn thân. Dễ thương. Không có những cái tình cảm nó như vậy bạn thân mà yêu mà mình không dám nói luôn hả? Trời ơi. Tại vì biết người ta có người yêu rồi. À, trời tội cũng nghiệt ngã quá. Cũng nghiệt ngã lắm luôn. Nghiệt ngã luôn á. Ví dụ như không có người yêu là mình dám lên tiếng không? Chắc không à. Cũng không, tại vì học chung cũng mười mấy năm rồi. Giống như là bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám. Ghê vậy ta. Bồ câu không đưa thư cho lòng ai bàng hoàng. Trời dữ thần không? Hay lắm, hay lắm á. Ngọc Lan hay lắm á. Chưa khám phá hết đâu. Bây giờ nè, bên đó là chưa yêu lần nào không? Chưa kinh nghiệm, bên đây người ta năm mối tình rồi, ta kinh nghiệm nhiều lắm. Nghe sợ kinh không? Nghiệm dễ sợ luôn, kinh nghiệm rất nhiều nên năm mối tình đi qua hết trơn rồi đó. Ủa? Đang kìa. Ủa? Đang nghe, đang xéo sắc người ta. Thôi xéo sắc, thật hiểu chút thôi. Nhưng thật ra là trải qua năm mối tình bây giờ nhớ nha. Rút kinh nghiệm ở năm mối tình trước nha. Chăm sóc ta nhiều nhiều vô nha. Đó, ok. Giờ nào mình chưa yêu ai hết nè, mình cũng có tình cảm sơ sơ thôi mà mình cũng dám nói. Vậy thì cái mình mong muốn mình có cái người bạn trai như thế nào? Nói cho chị Ngọc Lan, Ngọc Lan xử cho. Mong muốn một người bạn trai cao ráo, tại vì mình không được cao. Rồi để chị coi cao, cao. Có cao. Dạt dạt ra không? Trời ơi. Dạ, dạ anh cao. Cao có ráo luôn. Dạ. Khô ráo luôn, cao ráo luôn. Ráo quảnh luôn á. Ráo quảnh luôn á. Tính tình phóng khoáng. Phóng khoáng. À, là không có keo kiệt á. Kinh doanh mà đóng nó mức keo kiệt lắm đâu. Không, nhiều người kinh doanh ta xài tiền kỹ lắm mà. Hỏi, hỏi, cái này phải hỏi. Có keo kiệt không? Dạ không ạ. Ăn cho buông so đúng không? Dạ. Và làm ăn phải tính toán nhưng mà trong tình cảm là không có tính toán. Nghe được. Ấm áp và cái nhận thức về xã hội nó nhiều hơn. Tại vì hiện tại bản thân thì còn thiếu rất là nhiều cái kiến thức. Nên muốn một người nào đó giống như là uyên bác hơn mình á. Để có thể làm một cái chỗ vựa cho mình trong xã hội. Ấm áp thì chị Ngọc Lan không biết. Chút nữa em có thể tiếp xúc gần hơn thì em biết. Còn để coi là sao có uyên bác không? Uyên bác không? Ta kinh doanh thôi uyên bác chứ. Làm chủ doanh nghiệp đúng không em trai? Dạ. Chủ doanh nghiệp phải uyên bác đây rồi. Đây là kinh nghiệm về tình yêu, kinh nghiệm về cuộc sống. Mà làm quảng cáo nữa. Đúng rồi, cho nên là chắc chắn là sẽ có chắc rất chắn. Là nhiều nhiều cái thú vị để cho bạn gái bên kia khám phá. Bây giờ bạn gái đưa ra tiêu chí đó mình nhắm mình đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thì em nghĩ cũng có 70-80%. 70% hả? Dạ. Bây giờ mình chưa tự tin lắm mà mình nói lớn lên đó nha. Dạ, mấy chục phần trăm? 70% ạ. 70%. 30% còn lại là cái gì? Mình thấy mình thiếu cái gì nè? Có những cái mà có thể chưa hiểu cái yêu cầu của bạn gái nên để 30% cho cái phần đó. Khám phá rồi người ta sẽ biết liền phải không? Rồi bây giờ mình muốn tìm một bạn gái thế nào mình báo cho bà mối coi phải giống bên kia không nè. Dạ, em thì mong muốn một cái người bạn gái là cái người đồng hành với mình. Không đứng phía trước, không đứng phía sau mà là người đứng ngang hàng với mình trong bình đẳng công việc, trong cuộc sống. Hay quá. Dạ. Có một cái sự chia sẻ vị tha. Chia sẻ vị tha rồi còn gì nữa? Dạ. Còn hay làm lỗi lắm hay sao mà chưa dĩ chân kêu người ta vị tha. Dạ. Rồi. Dạ, cái người phụ nữ họ phải dịu dàng xíu thì đó cái điểm mà sẽ khắc ghi nhiều nhất. Dạ. Dạ. Không thích phụ nữ điều gì? Dạ hung dữ. Hung dữ. Dạ. Bên kia ta hiền khô à. Hiền người ta nhát luôn á. Tôi qua tôi hỏi nhà gái coi.
Nhà trai đưa ra tiêu chí đó mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm con? Dạ chắc được. Chắc được đúng không? Sống hiền nó nhát dữ vậy trời. Nhát lắm. À, nhát nhát câm luôn, khờ câm luôn á. Chắc em bị rung. Hả? Hơi rung. Hơi rung hả? Dạ. Giờ hết rung chưa? Vẫn còn rung luôn hả? Mình làm công việc gì nãy chú nghe không rõ? Dạ, marketing. Marketing mà rung gì trời ơi. Marketing là người ta phải thoải mái lên. Nhưng mà có cái nhược điểm là rụt rè trước đó tôi. Ủa nhưng mà quen. Vậy con đi gặp khách hàng thì sao? À thì bình thường hả? Thì coi như bên đó khách hàng của mình đi. Đúng không? Thoải mái lên. Marketing mà phải mạnh mẽ lên chứ. Đúng không? Tự nhiên marketing mà ngồi vậy rồi ai đâu mua hàng. Sao mình giới thiệu mình được? Mình phải show hàng mình ra chứ đúng không? Cái gì vậy? Mặt hàng mình mua bán ra. Để chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đó. Tự nhiên mà đi marketing giới thiệu mặt hàng của mình không à? Mình nói vậy sao mình rung sao người ta mua được? Marketing sản phẩm gì vậy? Dạ, ngành nhà hàng, món ăn rồi. Nói vậy ai dám ăn? Marketing. Người ta chỉ nhát với con trai, cái chuyện hẹn hò thôi. Bây giờ tôi vô tôi muốn ăn rồi, nói vậy sao tôi muốn ăn cái gì? Bây giờ thử mò nhà hàng con bán gì con đã giới thiệu chú vài món rồi nè. Giới thiệu sao chút tôi vô tôi ăn coi nè. Thấy chưa? Nhà hàng con bán món gì? Cá trình hấp xuyên tiêu. Rồi, cá trình hấp tiêu. Gì nữa? Cá tra kho lạc. Ốc bù nướng mỡ hành. Giới thiệu ao ao chứ trời ơi, thôi chết rồi, tôi phải dạy chỉ cô này một cái bài marketing mới được á. Coi như mạnh mẽ lên nha. Của chú Linh nè. Ha? Vậy đây tôi chạy chỉ 15 phút giới thiệu vô tôi ăn hết luôn á. Nha. Rồi bên này có sếp rồi chứ mà rung như vậy. Này để dài, này để dài. Không bây giờ nè. Bây giờ là mình ghét nhất đàn ông gì? Ghét đàn ông keo kiệt. Keo kiệt. Không có keo. Không có keo. Không keo là được. Ở được rồi. Ghẹo tôi hoài. Cô này để gặp đi. Để gặp bên kia coi sao nha. Giờ mình đi hỏi người thân đi. Đi ai vậy? Dạ đi với lại đồng nghiệp, bạn thân và đồng nghiệp. Tưởng đâu đi với bà chủ nhà hàng sao phải trừ lương hay sao? Rồi mời nhà gái coi ý kiến chút xíu ha. Bạn thân đồng nghiệp luôn hả? Ai cũng được, em cũng được nữa. Đây đưa cái micro giùm đi. Rồi nói đi, micro nó sửa sáng giờ rồi đó. Dạ chào chú Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan và chào khán giả đang trong phim trường. Dạ con tên là Thúy Anh. Là bạn cũng là đồng nghiệp của Khương. Thì đối với Khương thì cô gái được rất là được cái nhút nhát và cần một người quan tâm chăm sóc, cho nên nếu mà bạn trai có thời gian cũng như là địa điểm gần hơn để mà quan tâm chăm sóc và dìu dắt cô gái thì sẽ tiến một cái chặng đường xa hơn. Còn riêng đối với Khương á, thì Thúy Anh nhắn nhủ như vậy: mình hãy sống một lần vì mình và không cần bất cứ một cái kỳ vọng nào của người khác hết. Lý do vì sao mà cô bạn thân này lại nói cái câu này? Dạ tại vì Khương có một cái ưu điểm đó là bạn rất thích chăm sóc mọi người. Kệ, nhưng mà cái việc chăm sóc nó cũng là một cái khuyết điểm của bạn. Vì bạn sống vì người khác quá nhiều cho nên bạn bỏ qua bản thân của mình. Cho nên tới hiện tại một phần là cũng vì cái ưu điểm và khuyết điểm đó cho nên bạn chưa tìm được cái người phù hợp với mình. Đúng, cái đó là một ưu điểm rất là tốt nhưng nó cũng là một cái khuyết điểm để giới hạn bản thân mình. Rồi. Còn nhà trai đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi một mình ạ. Rồi có chú Quyền Linh lo. Rồi. Ủa có ông thôi được rồi. Hai người cứ nói chuyện đi coi tôi tính coi sao nha. Dạ. Phan Rang với lại Tân Bình hả? Rồi. Mình hãy dùng kinh nghiệm 5 mối tình của mình để mà mình nói chuyện với nhà gái. Nhà gái của tôi là nhát lắm nha. Muốn khui cái gì thì khui, tự khui nha. Hai người này hợp nhau, là người làm quảng cáo, người làm marketing là hợp với nhau luôn á. Về là làm giàu đó. Nào, mở ra. Rồi mời anh. Tới đi tới. Trời ơi, tới luôn. Anh cảm ơn anh. Nhờ mình tặng đó là cái gì mình nói cho bạn gái rồi. Ý nghĩa rồi. Cái này là cái món quà đơn giản thôi. Anh vốn là người thích cái sự tối giản nên cái món quà cũng rất đơn giản. Rồi thôi hai bạn về chỗ. Khoan. Chưa hả? Bây giờ hai đứa nó lãng lãng cái đó dài rồi. Đứa nào không nhát hết trơn vậy? Bây giờ đứng đây chắc là
coi coi, hai đứa nhìn thẳng mắt nhau đây đi. Chị Lan cầm quà cho. Đúng rồi. Bây giờ á, bây giờ thì vẫn còn rung không? Mình có hay hát không? Hát dở. Hả? Dạ hát dở. Kệ nó, bây giờ đứa hát tặng nhau một bài cái coi cho nó thoải mái. Cho nó thoải mái cho nó lỡ rung coi. Nào. Bây giờ em hát trước đi. Dạ, thôi em hát trước à. Ừ, hát trước đi. Rồi. Đứng dạ. nhìn đây nè hát nè. Hả? Thôi hát bài bức thư tình đầu tiên đi hả? Đó, đúng rồi đó. Vô. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã nhìn nhau bối rối thật lâu. Hôm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tan. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên tràn thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ môi xăm tinh giấc. Mắt anh kín tim, tai anh lắng nghe. Môi anh cất tiếng gọi. Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Rồi. Hay quá. Thôi nhà gái. Tên gái nào? Thoải mái lên hát bài nào sung sung vui vui nhảy lên coi. Mình hát mình chưa hết luôn rồi mình nhảy luôn đúng em. Đúng rồi. Nhảy luôn cho hát nó bài gì cho nào? Hết luôn. Thì Lan nhảy coi chung cho nó vui luôn đúng nè. Rồi đó. Cho nó thoải mái lên nè. Hát bài nào? Hát bài gì? Khán giả chạy hết rồi. Không sao không ai chạy cho phim dù đóng cửa rồi. Mình làm quảng cáo có marketing nữa là ngon lắm á. Không, cái nghề này là hợp với nhau lắm á. Dạ. Rồi hát đi em gái, hát bài gì để cho nó vui vui lên nè. Hát đại đi. Thoải mái lên nào. Trời ơi. Hát sai lời mọi người đừng có chê nha. Không ai chê chân á, ta mấy thôi chứ không ai chê chân á. Nào, 2, 3. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Nhìn thẳng vô nhau, 2, 3. Ngày mình vui quý, ngày chi 1, 2, 3 vô hết đi. Kiều và ngư ô em khớp đón anh về dinh rồi. Hoa phá bay nổ tung trời, cùng say giấc mơ tuyệt vời. Năm sau em quyết mà làm giàu, cho anh sung sướng đến mai sau. Dù cho xong giấc, chuyện gì mà khó thì cứ để đó em lo. Đó. Dễ luôn, chết luôn ạ. Nó hát rung mà hát giống như chạy chợ vậy đó. Gấp quá, gấp, hát lẹ đã ngồi. Gấp như vậy. Được rồi. Hết rung chưa? Chỗ đi. Hết rung chưa? Đã đỡ rồi đó. Vẫn còn rung hả? Rồi thôi bây giờ rung gì từ đầu tới cuối chợ gì đây. Rồi đó, bây giờ rung thì chàng trai chủ động. Bây giờ mình hỏi hàng lấy cảm nhận nhau đi. Năm mối tình của mình ra mình nói chuyện nè. Chào em Khương. Anh không nghĩ là em công việc của em là marketing đúng không? Sinh viên marketing. Thì marketing là mình chủ động, mình sáng tạo trong công việc và mình tiếp cận, chủ động tiếp cận khách hàng nhiều. Anh không nghĩ là tại sao lại có một cái tính cách rụt rè, hay là có thể là tự làm cho mình nó bí ẩn lên hay sao? Dạ không, nói chung là cái đó là nhược điểm của em khi mà trước cái đối phương mà em muốn tìm hiểu. Với là tại vì nếu như mà em mạnh mẽ trong cái vấn đề này em nghĩ là chắc em cũng có người yêu và lập gia đình lâu rồi. Vậy à. Tại anh trước đây cũng là một người cũng rất là ít nói và khá rụt rè. Nhưng mà khi mà được học tập ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, cái công việc làm công việc kinh doanh mình yêu thích á, thì cái tính cách nó cũng thay đổi rất là nhiều. Và hầu như là công việc nó yêu cầu mình phải cần có một cái sự thay đổi về bản thân mình thì mình mới có thể là thành công được. Cho anh nghĩ cái nếu mà việc marketing mà em lại rụt rè như vậy thì nó sẽ cũng khó đấy chứ. Trời, em có gì để hỏi không? Em muốn hỏi về sở thích của anh. À, sở thích hả? Sở thích của anh thì cũng rất là đơn giản. Thích thể thao nè. Thích uống cà phê nè. Rồi nói chung là cũng đam mê công việc.
thích đi du lịch nữa. Còn em thì sao? Em cũng thích đi du lịch, thích gặp gỡ bạn bè, em thích nấu ăn. Dạ em chỉ thích thôi chứ nấu ăn thì không có được ngon. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên như thế nào? Nói cho nhau nghe thử xem. Em nói trước đi. Trước đây thì em chưa có nghĩ đến cái vấn đề lập gia đình á. Nhưng mà giờ thì cũng hơi có chút tuổi rồi, thì cũng muốn tìm một người có công việc ổn định và cũng chung chí hướng là xây đắp cho gia đình, cùng chăm lo, chăm sóc nhau và quan tâm nhau. Anh thấy cái điều này cũng cũng phù hợp với anh đó. Anh cũng thích như vậy. Thì anh cũng có công việc kinh doanh riêng thì cũng cần có cái người để gắn bó, có một cái hiểu biết nhất định trong cái công việc hàng ngày. Thì đó, có cái đó là cái nền tảng mà mình có thể chia sẻ với nhau trong công việc. Và khi chia sẻ với nhau trong công việc được thì sẽ trong cuộc sống cũng được, có thể là đó một cái điều kiện để mà có một cái mối quan hệ hôn nhân hạnh phúc. Anh nghĩ vậy. Em gái nói với em trai đi, mình thích một người chồng phải như thế nào với mình, ở nhà thế nào, ra đường thế nào, kinh tế với mình như thế nào, những quan điểm mình nói cho bạn trai, những cái gì mình thích đó. Em cũng hơi nhõng nhẽo, thích được quan tâm. Công việc thì tính em thì hơi vụng, em thích làm nhưng mà không được tỉ mỉ. Công việc nhà thì biết làm nhưng mà không có được tỉ mỉ thôi. Đi làm thì cũng thích tụ tập bạn bè, gặp gỡ. Thì đó anh thấy là cũng là một cái tính cách cũng, cũng hòa đồng với mọi người, cũng nói chung biết quan tâm gia đình. Anh nghĩ cái đó cũng là một cái đức tính tốt. Nhưng mà em làm tất cả những điều đó bằng một cái sự chân thành của mình là được rồi, đâu cần mà có phải là khéo léo xuất chúng trong cái những cái việc mà em vừa nói. Anh nghĩ chỉ cần mình có một cái tâm mình đặt để trong công việc của mình là được rồi. Bây giờ em trai đang ở xa lắm, ở Phan Rang đó. Dạ. Em làm sao để gọi là hẹn hò ở mối tình này, nói cho em trai biết cái tính toán của mình đi. Thực ra thì công việc của anh thì làm bên decor với trang trí nội thất, làm nội thất thì anh cũng hay đi cập nhật cái công nghệ hay là những cái sản phẩm khách hàng, cái dịch vụ mới á, tức là hay đi vào những cái việc build á, cũng hay đi vào ra rồi cũng thường xuyên vậy đó, thì cũng có thể gặp vào những ngày cuối tuần. Và anh nghĩ là sắp tới có cao tốc Bắc Nam thì đi nó cũng nhanh lắm, đi chừng mấy tiếng là tới, cái khoảng cách về địa lý thì chắc nó cũng không không quan trọng lắm. Vấn đề là cái quan điểm của em về cuộc sống, công việc và về hôn nhân gia đình thôi. Chứ còn cái khoảng cách địa lý hầu như bây giờ chắc nó cũng được giải quyết rồi. Quan điểm của em gái là yêu xa thế nào, nói cho em trai biết đi, có muốn hay không? Yêu xa có khó hay không? Em chỉ sợ, tại vì em thích được quan tâm á. Nhưng mà em sợ yêu xa thì cái gọi là xa mặt cách lòng, hoặc là cái sự quan tâm của mình nó không có được trọn vẹn. Với lại em cũng mong muốn nếu mà sau này có lập gia đình á, mình có thể sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh được hay không? Cái điều đó thì anh cũng suy nghĩ. Nhưng mà cái vấn đề là hiện tại là công ty, nhà cửa hay là nhà xưởng gì, công việc đều ở Phan Rang hết. Đó, thì để mà có một cái quyết định đó thì cần có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về cái việc đó. Rồi. Bạn trai nè, anh trai nè, anh lớn hơn em 1 tuổi. 5 mối tình trước đây của anh á, đều chia tay là vì anh lo cho công việc của mình nhiều quá mà anh thiếu cái sự quan tâm. Thì đến ngày hôm nay khi anh đến với chương trình này, anh gặp cái cô gái này, cô ở Sài Gòn, anh thì ở Phan Rang, thì em nghĩ là nó sẽ rất là khó khăn cho anh trong cái việc mà anh quyết định. Bởi vì anh quyết định sao nó cũng là một cái khó của anh hết. Thì anh phải suy nghĩ cho thật là kỹ, anh có dành được thời gian cho cô ấy hay không. Cô gái này chưa yêu ai bao giờ, rất cần cái sự quan tâm, rất thích được nhõng nhẽo. Thật ra cái gì cổ cũng làm được hết, cổ mạnh mẽ lắm, nhưng mà cổ thích được nhõng nhẽo, thích được chiều chuộng. Mà bây giờ anh thì lại ở xa quá. Anh đứng cơ giữa, anh thấy thế này nè, cái công việc của Khang á ở Phan Rang nó ổn định rồi,
Nhưng mà nếu mà phát triển thêm ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó tuyệt vời, bởi vì cái nghề của em chỉ có thành phố Hồ Chí Minh và những cái trung tâm đô thị lớn thì mới dễ làm ăn và thậm chí là dễ phát triển, kiếm tiền nhiều hơn, kiếm tiền rất là nhiều. Dạ. Thế đó, nghề quảng cáo nếu thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần 1 năm 2 năm là ta phất lên như diều gặp gió. Có những người làm quảng cáo tay trắng tay nhưng chỉ trong một vài năm họ trở thành một trong những người gọi là đại gia luôn. Đó đó là cơ hội. À, còn ở Phan Rang thì anh chưa biết thế nào, nhưng mà ở đó thì chắc làm quảng cáo nó cũng không nhiều đâu. Nhưng mà nếu mà em ổn định đó rồi thì em phải chứng minh cho cô gái biết cái tình yêu của mình như thế nào, nếu em yêu cô ấy. Đúng rồi. Ra vào thế nào, chăm sóc thế nào, phải có một cái bài toán. Hiện nay em ở ngoài đó với ai? Dạ em ở một mình ạ. Một mình. Ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ thì ở với anh trai. Anh trai ở Phan Rang luôn. Dạ cũng ở Ninh Thuận. À. Rồi em có khi nào nghĩ em sẽ làm một cái công ty ở đây, quảng cáo ở đây không? Cái sự gợi ý của anh thì em cũng đang suy nghĩ. Đó. Trước đây là chưa suy nghĩ. Anh chỉ mở như thế cho các bạn gọi là cảm nhận thôi, rồi tùy các bạn quyết định ha. Thôi, bây giờ thì bây giờ em hãy tiến tới cô gái. Em hãy nói tất cả những suy nghĩ của mình về cô ấy. Nói thật lòng nha. Tới nắm tay cô ấy, đứng lên nào. Chưa gì giật mình rồi đó. Đứng nhìn thẳng vào nhau, nhìn thẳng vào nhau. Nắm hai tay đi. Tự động mình nào, chàng trai năm mối tình. Em hãy nói cảm nhận của mình. Em rụt rè quá. Nhưng mà anh nghĩ là có thể em chưa gặp được cái người, trước đây em chưa gặp được một người mà em có thể tin tưởng và trao hoàn toàn cái niềm tin của mình cho cái người đó. Thì anh nghĩ anh có thể làm được điều đó. Tuyệt vời. Cô rất là rung nhá. Cô rung bần bật luôn á. Vì nói gì đi. Là rung bình thường. Khương nói gì đi Khương. Khương cảm nhận về người đối diện đi, nói thật mình suy nghĩ sao mình nói vậy đi. Em cảm ơn anh đã cho em gặp anh hôm nay. Hy vọng là em với anh sẽ có thời gian tìm hiểu và có kết quả tốt. Rồi, mong sẽ làm như vậy. Rồi. Các bạn trở về ghế ngồi đi các bạn. Để tay nút bấm đi Khương. Khang. Anh nói thế này nha. Trong bạn mới hẹn hò, chúng tôi đã làm mai làm mối rất là nhiều cặp. Có bạn ở tận Cà Mau, có bạn đến Hà Nội, có bạn từ ở miền Tây, có bạn ở Khánh Hòa, có bạn ở Quảng Nam, Đà Nẵng, có bạn ở miền Tây nhưng các bạn cũng đã cưới nhau. Ngày mai nè. Ngày mai là một cặp ở của bạn muốn hẹn hò, là một bạn ở hình như Biên Hòa và một bạn ở miền Tây. Đó. Khoảng cách không là gì cả. Nếu tình yêu đủ lớn, nếu các bạn tìm hiểu nhau, các bạn thấy rằng à đây thực sự là người của mình, thì thật ra khoảng cách không xa lắm đâu các bạn. Phan Rang với thành phố Hồ Chí Minh không là gì cả. Nói với bạn trai hồi nãy đó, có đường cao tốc ta đi rất là nhanh ha, không có vấn đề gì. Thậm chí là các bạn ra sân bay Cam Ranh, bay một cái vào tới thành phố Hồ Chí Minh rồi. Quan trọng là chúng ta có dành cho nhau thời gian chăm sóc nhau, quan tâm đến nhau hay không thôi. Còn bây giờ quyền quyết định là của các bạn. Cứ để tay vào nút bấm và làm theo mách bảo của con tim mình nha. Bấm nút không vì một điều gì cả, mà bấm nút là do mình suy nghĩ, do mình quyết định. Mà quyết định rồi thì mình phải có trách nhiệm với quyết định đó. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm nha. Bây giờ mình nói chuyện với nhau rất là nhiều rồi. Các bạn có thể cảm nhận được đây có một chút gì đó mà là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng chúng ta bấm ngay cái nút đó. Không đúng thì không cần bấm. Để cho người khác bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Đó. Đúng rồi đó. Nắm như thế là đúng rồi đó. Bây giờ thì hết rung chưa? Nào, em gái. Em dễ thương lắm đó. Thật ra trong cái gọi là nũng nịu một chút lo lắng, một chút rung như thế mà rất là có duyên luôn. Thật ra em mà để mất cô này là cũng khó tìm cô nào giống này lắm nha. Anh thấy thế này nè, em cần phải mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Bởi đây con người là cần cái sự chăm sóc và chủ động của mình. Hả Khương hả? Dạ. Trong mối tình này thành hay bại là do anh. Đúng rồi. Dạ rồi, sẽ cố gắng. Cố gắng nha. Dạ. Mình là giám đốc nè, mình là người đã kinh nghiệm 5 mối tình rồi. Đây là mối thứ 6 là hết rồi nha. Dạ. Không có tới mối nào nữa, mối 7 là đi luôn á. 7 là thất là đi luôn á. Dạ. Thành ra là đây là cơ hội để mình chứng minh cô gái của chúng tôi rất là dễ thương, hiền lành, nhút nhát,
trong veo trong tình yêu luôn. Bây giờ tình yêu của ấy giống như một tờ giấy trắng vậy, mình vẽ cái gì là nó nằm ở trên đó hết á. Là do em vẽ cái gì thôi. Em vẽ bậy là nó thành bậy, mà em vẽ đúng là nó thành đúng. Nhớ chưa? Yeah. Với kinh nghiệm của anh á, đây là người cần chinh phục. Đây là một nửa mảnh ghép mà em cần ghép trong cuộc đời của em đó. Dạ, cảm ơn anh. Ok.